Dạ, mình anh To xin chào quý cô chú anh chị của các bạn ạ. Hôm nay mình đang đi ra ngoài cặp bờ đê, thấy chú xe Copeco rất là xinh xắn nên mình đang chạy theo, quay cho các bạn xem nha. Để mình đang đi lại gần cho các bạn xem cho rõ hơn cảnh làm việc của chú xe cuốc rồi. Thank you.
Minh An, Minh An ơi, một bên là hàng cừ, một bên là hàng của Minh An đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Nếu cảm thấy hay nhờ các bạn đăng ký kênh nha, để Minh An có động lực làm video tiếp theo nha các bạn. Nhớ bấm vào cái chuông đó các bạn, để không lỡ những video mới nhất của Minh An nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha.